Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phunro TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Xin gửi tới các bạn những thông tin cập nhật về giá cà phê hôm nay, ngày 22 tháng 12 năm 2021. Chúc các bạn và gia đình ngày mới mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam, giá cà phê trên thế giới ở hai sàn phái sinh phục hồi và tăng trở lại. Trên sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 1 năm 2022 tăng 3 USD trên tấn, với mức tăng là 0,12%, lên mức giao dịch là 2.423 USD trên tấn. Quy đổi theo tỷ giá đồng USD tương đương với mức giá là 54.900 đồng 1 kg. Ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2022, giá cà phê tăng thêm 9 USD trên tấn, với mức tăng là 0,39%, lên mức giao dịch là 2.317 USD trên tấn. Quy đổi theo tỷ giá đồng USD thì tương đương với mức giá là 52.500 đồng 1 kg. Các mức tăng nhẹ, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức trung bình. Còn tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica tăng khá trở lại sau phiên lao dốc trước đó. Kỳ hạn giao tháng 3 năm 2022 tăng 4,15 cent trên pound, với mức tăng là 1,85%, lên mức giá là 228,25 cent trên pound. Kỳ hạn giao tháng 5 năm 2022, giá cà phê tăng thêm 4,1 cent trên pound, với mức tăng là 1,83%, lên mức giao dịch là 228,2 cent trên pound. Các mức tăng khá mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức khá cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, giá cà phê trên thế giới trong phiên vừa qua ổn định ở mức cao hơn vừa phải khi chúng phục hồi một số khoản lỗ nặng của ngày thứ hai, cùng với đó ghi nhận một đợt phục hồi trên thị trường chứng khoán và hàng hóa toàn cầu đã gây ra tình trạng bán khống trong hợp đồng cà phê kỳ hạn. Trong phiên ngày đầu tuần, giá cà phê thế giới tiếp tục chịu áp lực từ sự hoành hành của đại dịch COVID-19 với biến chủng mới Omicron. Nhiều quốc gia đã phải đóng cửa, hạn chế du lịch và hạn chế tụ họp, không cho hàng ăn, khu vui chơi, mua sắm hoạt động. Sự đình trệ khiến nhu cầu cà phê suy giảm, kéo theo đó giá cà phê Arabica lao dốc liên tiếp trong những ngày gần đây. Về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận giá cà phê trong nước phục hồi tăng nhẹ 100 đồng trên 1 kg, với mức giá được thu mua từ 40.500 tới 42.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, sáng nay thu mua ở mức 40.600 đồng 1 kg. Khu vực huyện Di Linh, mức giá là 40.500 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga, mức giá là 41.900 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện E Hà Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 41.700 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện E Grai có mức giá là 41.600 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Prong, giá cà phê là 41.500 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, mức giá là 41.700 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Đắk Lấp, giá cà phê là 41.600 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay ghi nhận ở mức 41.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá cà phê được thu mua ở mức 41.800 đồng 1 kg và tại tỉnh Bình Dương, mức giá là 42.000 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận ở mức 42.200 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Việt Nam chưa thể đưa cà phê vụ mới ra thị trường như đã dự kiến vì thiếu hụt lực lượng nhân công tăng cường thu hái và do bão số 9, cơn bão Rai vừa qua mới kết thúc. Trong khi dự báo áp thấp nhiệt đới do hoàn lưu bão sẽ gây mưa biển Đông trên diện rộng kéo dài tới cuối tuần này sẽ góp phần làm cho vụ thu hoạch cà phê trì trệ hơn nữa. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá cà phê sáng nay ngày 22 tháng 12. Phunro TV xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.